Chiều qua, đội cảnh sát kinh tế công an quận Hoàng Sơn bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà tại phường Khuê Mỹ, quận Hoàng Sơn, phát hiện 187 thùng hàng dùng để phục vụ cho việc mở sòng bài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, một người phụ nữ trú tỉnh Bắc Giang khai nhận ngôi nhà này được bà thuê để ở và cho một người nước ngoài quốc tịch Hàn Quốc thuê để chứa hàng hóa. Số hàng hóa này chủ nhà không được biết cho đến khi lực lượng công an quận Hoàng Sơn phát hiện. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện 187 kiện thùng hàng, khoảng gần 5 tấn bao gồm bài lá, thẻ chip dùng để đánh bạc và linh kiện điện tử dùng để phục vụ cho sòng bạc. Tất cả đều không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Người phụ nữ thuê nhà cho biết chủ của lô hàng hiện đã về Hàn Quốc và chưa biết khi nào trở lại Việt Nam. Đội cảnh sát kinh tế công an quận Hoàng Sơn đã tịch thu toàn bộ số hàng trên để phục vụ quá trình điều tra làm rõ vụ việc.